Chị có nguyện vọng gì trong cuộc sống không chị ha? Mình cũng muốn thay đổi cuộc sống cho khỏe thân với gần mấy đứa nhỏ, như thằng trai nó cũng ở nhà với nội nó chết. Giờ là chị không nuôi nội? Không phải không nuôi, như ông nội nó, bà nội nó mất rồi, rồi tháng hai rồi á, còn có mình ổng mà. Rồi hữu hỷ chia ra. Dạ, sao con vậy, nhớ lắm không? Nhớ. Năm với năm là 10, 10 với 43 là 53, 56 nè. Là cho 6 người ăn luôn anh hả? 6 người ăn đó. Cả gia đình đó chứ 6 người. Nguyên gia đình nó 6 người đó. Nguyên gia đình 6 Là mỗi người 10 ngàn. Ồ, mua thiếu hả cô? Mua thiếu rồi đó. Cha mẹ đi làm gì nó có tiền trả. Dạ cô bác quý anh chị, thì sau khi lên cái chiếc bè của cô 72 tuổi sống ở trên đây cùng với hai hộ gia đình, thì mình với lại Phong mới phát hiện được một cái chiếc bè này có một chị đang nuôi hai người con nhỏ và sống ở trên bè này. Để qua đây thì quay để cho cô bác quý anh chị biết về tìm hiểu về hoàn cảnh của chị này nha. Ơi con đi được không? Được, con đi được. Đây là cái bè của mình hả chị? Có lâu chưa chị? Cũng lâu rồi, mua của người ta rồi. Đây là ảnh của dạ. Ông xã chị hả? Ông xã chị sao mất? Bị bệnh. Bệnh gì chị? Bị ghen. Anh mất năm nay là bao nhiêu năm rồi? 6 năm. Thì mình sống ở trên ghe như thế này, cái việc mà chôn anh sao? Chôn anh về mình mua đất chôn. Đây là cái phòng ngủ của mình hả chị? Dạ. Ở đây có điện không chị? Ây da, là nơi này là chị giặt giũ nấu ăn ở đây. Có nấu ăn không chị? Có. Ở bên đây là cái nơi nhà vệ sinh của mình đây. Dạ. Ôi ơi, chị có hai cháu không Phong? Dạ, đứa trai đứa gái. Đi không biết đụng đầu nè. Trời ơi. À, chị năm nay bao nhiêu tuổi nè? 37 tuổi. 37 tuổi. Chồng chị mất bao lâu rồi? 6 năm rồi. 6 năm rồi. Ở đây thì chị làm công việc gì ạ? À? Đi bán đá lẻ theo ghe anh đó. Vậy chị giới thiệu cho tụi em biết cái ghe mà chị kinh doanh hàng ngày. Cái ghe đang đi qua đi lại từng giờ. Cái đợi để xà bông với mấy chai nước đó đúng không? Cái ghe anh em mình đi đó. Còn anh này là cháu. Hai đứa con của chị đâu? Có nhỏ gái hồi nãy đó, thằng trai nó ở trên nhà của ông nội đó, coi ông nội nó già coi ạ. Điều đặc biệt là chị thì có một cái người con, và con gái của chị thì có những cái bộ đồ đằng kia đó không? Ừ. Là gái thì đi học ở đây á, cái việc mà đi cháu học thì có một cái bộ đồ đi học hả chị hả? Không có, anh bây giờ có hai bộ à, cái trời mưa thay đổi tới luôn. Lê Thị Ngọc Nữ, lớp 4C, trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, thuộc Lâm Xuyên. Vậy là năm nay là lớp 5 rồi đó. Chị là cũng Campuchia về chị về chị năm nào mẹ. Năm 96 luôn ha. Dạ. Lúc đó thì chị là một con gái, người con gái. Dạ, còn khúc đó xuống còn có mới có mười mấy tuổi à. Vậy là chị sinh ra ở Campuchia luôn. Ừ. Ở tỉnh nào chị? Trung tỉnh với mẹ em gần nữa, tại vì bây giờ còn nhỏ mà cũng không biết. Chị nhớ ký ức của chị lúc mà lên bờ hồi hương về Việt Nam không? Không gần. Không nhớ hả? Dạ. Rồi sau đó là mẹ xây cho cái bè ở bên này. Lúc mà lập gia đình thì xây thêm. Và chiếc bè này tuổi thọ bao nhiêu năm rồi? Này á, khúc đó mình mua của người ta cũ rồi. Rồi về mình cái mình độn thêm đi đó. Giá là bao nhiêu chị? Hả? Giá là bao nhiêu tiền? Có 2 triệu à. Cái gì cũng nghèo khổ đâu có tiền đâu, mua mắt. Tính mua ghe ở mà cũng không có tiền. Nhưng mua ghe ở mình giờ tới giờ lui cho thoải mái á. Như bè này thì nó cũng thấp, nước nâu này kia. Em với Phong thì lên tham quan cái khu chợ nổi thôi. Dạ. Nhưng mà được người dân ở đây thì nói có một cái khu những người Campuchia Việt kiều hồi hương. Dạ. Thì cũng rất là bất ngờ khi mà ở An Giang này lại ngay tại thành phố này mà không nhiều người biết Phong. Tại vì thành phố Long Xuyên mọi người nghĩ tới là một cái đô thị cực kỳ phát triển. Dạ. Nhìn nếu mà đi dọc quốc lộ 91 mọi người thấy Long Xuyên giàu lắm, phát triển lắm. Nhưng mà ẩn khúc phía sau là một cái làng nghèo, đó là người gốc Việt từng sinh sống ở Campuchia. Nhưng mình về rồi không có phương tiện mình lên bờ nữa chứ. Mình đi xong thì mần ăn rồi cũng lam lũ mần ăn cơ mà. Rồi mình không có đi về bờ hết.
như có đi mua đồ này, chút đỉnh gì đi chạy xuồng này nè, đi chợ chả. Chị lên chợ chị mua nước đá về chị đi bán cho những cái khu chợ nổi. Yeah. Thì mỗi ngày như vậy thu nhập ước chừng khoảng hơn trăm không? Có trăm ngoài 1.200 chừng mới đủ mấy đứa nhỏ đi học. Ít quá thì không đủ. Cái nguyện vọng của chị tính chuyển đổi nghề nghiệp không? Chị muốn chứ. Chị muốn làm gì ở trên bờ? Nhưng mình muốn đi buôn bán rồi này kia có số vốn vậy đó. Đi làm ăn này kia cho nó thanh nhàn. Nhưng mà việc mà lên bờ đối với chị thì rất là khó khăn. Thứ nhất là về cái nơi ở, chị ở đây thì không tốn tiền. Ngày lao động cũng được hơn 100 ngàn cho buổi sáng. Còn lên bờ thì chị phải tốn tiền trọ nè. Rồi chị phải bán vé số từ sáng đến chiều mà nó lại bấp bênh hơn ở trên bè như thế này. Mình cũng thích như vậy. Tại vì mấy người kia thấy chứ sao mà cực quá, kêu đi về bờ sống đi. Mà nói về bờ thì không đi bằng mướn người ta, vì mình đi bán vé số mà kêu cực khổ. Mà đổi cả ngày là không mới được cả trăm ngàn, trăm ngoài ngàn. Tính dưới này bán buổi đi, bữa nay thì không có đi bán, bão quá. Chứ mình đi bán thì cỡ 11 giờ, 12 giờ mới giờ. Chị có nguyện vọng gì trong cuộc sống không chị ha? Mình cũng muốn thay đổi cuộc sống cho khỏe, thăng chứ. Với gần mấy đứa nhỏ như thằng trai nó cũng ở nhờ với nội nó chở. Vậy là chị không nuôi nổi... Không phải không nuôi, như ông nội nó, bà nội nó mất rồi. Rồi tháng 2 rồi á, còn có mình ổng mà. Về hữu hỷ chia ra. Dạ, sao con vậy nhớ lắm không? Thật ra thì chị vẫn nuôi nổi hai đứa. Nhưng mà bên nội á thì bà nội mới mất, chỉ còn ông nội thôi. Nên một bé trai với một bé gái. Bé gái thì ở chung với chị, còn bé trai thì phải ở với ông nội để cho hữu hỷ bên kia, chia ra để bớt buồn. Tại vì ổng có mình anh, rồi mình đi mình hôm bệnh thì không có ai. Rồi như có nó cũng đỡ, như điện mấy bà dì nãy kia gần gần đó, như nội nó bệnh nãy kia chứ kêu người ta ở sớm cho người ta tiếp. Con trai của chị mấy tuổi rồi? Trai được 16 tuổi rồi, nhỏ gái được 12. Vậy thì cứ tối thì đâu có truyền hình đâu coi đâu. Đâu có gì đâu. Không có gì đợi coi. À. Bắt được cái bóng đèn led này thôi. Bắt bóng đèn như chuột nãy kêu quá trời rồi bắt để đừng cho có chuột quậy đồ. Dạ. Ở đây là cái gọi là chợ nổi nè. Ở trên đây thì bán đủ thứ đồ hết. Hàng ngày thì mình chiếc ghe như thế này đậu vô mấy lần chị? Buổi sáng với buổi chiều hay gì sao cô? Bán 2 buổi thôi. Ở đây thấy đầy đủ hết à, đâu có thiếu món gì đâu. Có thịt, có thịt nè, cá nè, rồi rau hết luôn nè. Hình như ở đây có mình cô bán hả? Cũng có người ta bán nữa con, mà ta đi bán đúng cái kia kìa. Dạ. 38, 40, 50. Này đâu có cá đâu. Không. Có gì con? Biết rằng ta đủ rồi, còn như hai như bắt con cá rồi, chứ không hả? Dạ. Quá đi nha bạn ơi. Chạy đi lấy cá rồi, vô tới chậm mưa quá, nó không có xuống. Mưa ngay tăng giờ luôn mà. Kiếm cá bự bự bà ba. Nó bự lắm rồi đó. Nó 700-800 gram. Con cá này ăn nguyên nhà hay sao anh? Dạ. Mấy người ăn? Sáu người. Sáu người ăn con cá này. Đố phong cá này ở đâu có? 43.000 con. Gì nữa? Rau bỏ cà chua ha, rồi lấy rau nấu không? Không rau nấu là nấu gì? Bông chuột đậu bắp cà chua giá. Cái bông chuột như bông đậu bắp cà chua đi. Nhà nấu con giá. Ở trên chiếc xuồng thì mình thấy có bán hến nè, bán cá, bán thịt, bán gà. Tôm. Bán tôm, có cả cái biển nữa kìa. Đúng rồi. Anh đố phong vậy chứ con cá mới vừa rồi bắt ở đâu? Ở đâu vậy anh? Ở dưới cái khoang này nè. Ủa? Ta làm cái đục á. Ở cái đục á hả? Có nước nè, hồng ra vô. Lấy bè không con, lấy bè không? Để luôn. Thật ra thì chiếc ghe nhỏ như thế này cũng đâu có thiếu cái món gì để mà ăn đâu. Có cho cả người ăn chay và người ăn mặn. Ở trên kia thì thấy có chao nữa kìa, nước tương nữa kìa.
có tủ lạnh luôn hả cô? Tủ đó tủ đựng nước đá chứ phải tủ lạnh mà nó hư rồi. À để giữ nhiệt độ lại. Cà chua luôn mà ba. Được gần như đó được rồi. Năm với năm là 10. 10 với 4 3 là 53, 56 nè. Là cho 6 người ăn luôn anh hả? 6 người ăn. Cả gia đình nữa, nguyên gia đình đó 6 người đó. Năm sáu gì đó không? Là mỗi người 10 ngàn. Ồ, mua thiếu hả cô? Thiếu rồi đó. Cha mẹ đi làm gì nó có tiền trả. Cha mẹ nó đi làm hết. Rồi cô đi à? Dạ. Ủa vậy là cô cái gì là biết hả? Biết mua thiếu hả? Cô. Cảm ơn cô nha. Rồi chúc cô buôn mua may bán đất nha. Buôn bán gì thì nhìn thấy vui quá ha cô ha. Vui. Thiếu nợ ví dụ như nhiều người vậy rồi có tiền đâu cô bổ đồ bán. Thiếu một hai bữa đòi à chứ không có thiếu lâu được. Là mình sinh hoạt đồ ở dưới này vừa làm cá đồ nấu nước ở dưới này luôn. Nước bình đó. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 18 hả? Em còn đi học không? Ở đây lớp 4 nghỉ hết hả cô hả? Rất là nghèo lắm. Như buổi sáng ăn chỉ là có tiêu chuẩn là một người có 10 ngàn ha. Đó, anh em bên shipper là quay là thấy biết hiểu đó. Có sao sự đạt nói vậy tôi bị gì tôi chạy khách ở đây từ hàng ngày tôi biết đó, vì cô bác ở đây người ta rất là nghèo vậy đó. Khi nãy chứng kiến là cả một hội gia đình 6 người mà ăn đi chợ 50 mấy ngàn, 56 ngàn. 56 ngàn mà cũng không có tiền trả, phải ghi sổ. À, phải thiếu nữa. Thiếu 2-3 ngày sau mà mới có tiền mới đem lại trả, người ta lại trả cho người ta cái mua. Thì sau một hành trình lên đên trên chợ nổi Long Xuyên, khám phá những điều thú vị ở trên đây cũng như là thực hiện video clip thăm lại xóm Việt Kiều Campuchia hồi hương những người không hộ tịch, thì thấy được nỗi khó khăn vất vả đó, thì anh em Bùi Hồ cùng với lại em Phong Bụi và chú Ba Đò quay trở về lại trung tâm của thành phố để thực hiện những chuỗi video clip tiếp theo. Mong cô bác quý anh chị cùng luôn đồng hành cùng Bùi Hồ cũng như là em Phong nha.